Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố Đà Nẵng có 84 đình làng, trong đó có 46 đình làng được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật các cấp. Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa đình làng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Với những người nặng lòng với mảnh đất quê hương, đình làng là chứng tích, là dấu gạch nối gắn kết các thế hệ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại đình làng Mỹ Khê, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Đã thành thông lệ, vào những ngày tháng giêng, ông Hồ Văn Thiện cùng các thành viên trong ban khánh tiết đình làng Mỹ Khê sắp xếp thời gian để gặp mặt trao đổi công việc cũng như lên kế hoạch cho các hoạt động của đình làng trong năm mới. Như bao lớp thế hệ cha ông đi trước, đình làng Mỹ Khê là chốn quay về thân thuộc đối với ông Hồ Văn Thiện và những người đã từng chung nhau cắt rốn trên mảnh đất này. Hằng sâu trong ký ức của người dân địa phương, đình làng Mỹ Khê là nơi ghi dấu tích cách mạng hào hùng. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, người dân Mỹ Khê đã nổi dậy cướp chính quyền, tổ chức mít-tinh, thành lập chính quyền cách mạng. Năm 2005, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chứng nhận đình làng Mỹ Khê là di tích lịch sử cấp thành phố. Đình làng này là xây dựng từ năm 1571, cách đây là 451 năm. Là do một cái ông họ Đàm Văn Độn, là ông ngồi và bắt di cư vào đây. Ông thấy đất Mỹ Khê, đất này là có cái địa danh rất là đẹp. Cho nên ông mới cùng với 12 chư tôn tộc phái và xây dựng lên một cái làng. Cái làng Mỹ Khê này trước kia là ở ngoài biển kia, là nhà tranh vách nứa. Sau nhiều năm bão tố quá thì cái làng nó cũng bị dột nát, và sau đó thì làng mới đồng ý đưa vào cái địa điểm này để xây dựng nên cái làng của Mỹ Khê hôm nay. Ít có cái đình làng nào được có những cái phong cảnh và cái phối cảnh chung là nó như thế này. Bởi vì chúng ta được có một cái là có đình, có chùa, có miếu, có cơ quan nhà nước cộng tác phối cảnh chung một cái quần thể như thế, để chúng tôi rất chi là tự hào. Được xây theo lối kiến trúc ba gian hai trái, đình Mỹ Khê có tiền đình hậu tẩm, mái đình lợp ngói âm dương, trên có hình lưỡng long chầu nguyệt. Trên đường đi vào gian chính điện, nhìn sang hai bên thấy lầu chuông, lầu trống cao gần 3 mét. Gian chính điện thờ thành hoàng, còn hai bên tả hữu thờ tiên hiền hậu hiền. Trong kiến trúc của ngôi đình có một chi tiết nổi bật. 4 cột đình được cẩn, rồng cuộn, hổ quỳ tạo thế đứng vững chắc muôn đời cho dân làng. Thì hàng năm chúng tôi cũng tổ chức linh đình lắm, có nhiều lễ. Nhất là khi xuân về thì là mình đón giao thừa nè. Giao thừa xong là buổi sáng là mừng xuân mới, thì mời Ủy ban Nhân dân và các ban ngành để đến dân hương tưởng niệm những cái vị tiền nhân ở đây. Rồi sau đó tới ngày 24 tháng Giêng là ngày Tế Xuân thì chúng tôi làm lớn lắm. Có văn tế, có đủ lễ, có đôi khi hội nữa. Trải qua bao thế hệ, đình làng Mỹ Khê vẫn luôn đồng hành cùng đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, từ khoảng những năm 2010, dưới tác động của thời tiết, đình làng Mỹ Khê bắt đầu xuống cấp. Cuối năm 2016, thành phố phê duyệt công trình bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích đình làng Mỹ Khê với tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng để gia cố và phục hồi các hạng mục xuống cấp, gồm đình, cột, kèo, các họa tiết, hoa văn, lát gạch nền, quét vôi và hoàn tất vào đầu tháng 8 năm 2017. Với người dân phường Phước Mỹ, việc giữ gìn và phát huy giá trị đình làng Mỹ Khê không chỉ là nhiệm vụ được các bậc tiền hiền giao phó, mà còn là trách nhiệm với thế hệ trẻ sau này. Tiếp tục hướng dẫn các con, các cháu sau này nó sẽ nối bước và giữ gìn các gia phong lễ giáo, các phong tục tập quán của đình làng Mỹ Khê từ bao đời nay, trên gần 400 năm như vậy. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nén hương thiêng liêng tỏa ra từ đình làng đã minh chứng cho tấm lòng thành kính, sự trân trọng của thế hệ hôm nay với những chứng tích lịch sử, góp phần tạo nên nét văn hóa riêng biệt của ngôi làng ven biển Phước Mỹ ngày nay.